Chiều hôm qua tại thành phố Cần Thơ và nhiều địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long có mưa to, gió lớn. Ngày Chủ nhật thì dự báo thời tiết có đẹp trời để mọi người đi chơi cuối tuần không? Chị Hồng Giao. Dạ vâng, xin chào ngày mới Nhật Minh và quý vị khán giả. Ngày hôm nay nắng nóng có dấu hiệu giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Quý vị nên chuẩn bị các biện pháp tránh nóng khi có kế hoạch vui chơi ngoài trời. Nhiều điểm ngày hôm nay dù được dự báo là sẽ giảm nhiệt hơn so với ngày hôm qua, nhưng vẫn ở mức khá cao, như tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ 35 độ, các nơi như Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây Ninh, Châu Đốc duy trì mức nắng nóng 36 độ. Và trong thời tiết này, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ quá tải chập cháy. Và để tránh các sự cố, quý vị lưu ý một số khuyến cáo sau. Kiểm tra, tắt hết tất cả các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà. Và mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn các tình huống thoát nạn an toàn khi có cháy. Ngày nắng nóng, nhưng chiều tối ở Nam Bộ cảnh báo sẽ có mưa rào một vài nơi, như ở Bình Phước, Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau. Mưa dông sau cả ngày nắng nóng dễ tiềm ẩn các hiện tượng về lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Và với những nơi sát biển như thành phố Phú Quốc ngày hôm nay, cũng nắng nhiều, mặc dù nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 32 độ. Thế nhưng ở ngoài trời vào buổi trưa hay đầu giờ chiều thì quý vị sẽ thấy không dễ chịu. Khả năng về chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào và thoáng qua. Thời tiết ở các vùng biển quanh đảo Phú Quốc, Nam Chu, Thổ Chu ngày hôm nay thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Mưa sẽ xuất hiện vài nơi không đáng kể. Gió nhẹ biển êm, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn với khu vực biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, ngày hôm nay trời không mưa, gió nhẹ.